Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Bản tin cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Ở vùng Kursk, lính đánh thuê từ Ba Lan trong lực lượng vũ trang Ukraine ngang nhiên chiếm nhà của những cư dân Susa đã rời đi. Những người còn ở lại bị chúng treo cổ trên cây cầu. Một trong những cư dân chạy thoát là ông Alexander Karamarenko kể với Sputnik, dẫn thêm tường thuật của các nhân chứng. Theo lời người đối thoại với hãng thông tấn, ông Karamarenko và gia đình rời Suza vào hồi đầu tháng 8, dưới những làn đàn pháo ập tới, may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của UAV Ukraine, ông đã đưa người thân và hàng xóm ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện nay, họ sống tại một trung tâm lưu trú tạm thời ở Kursk, còn căn nhà của các gia đình này đã bị lính đánh thuê Ukraine chiếm mất. Ông cho biết rằng nhiều người di tản khỏi Suza đã chứng kiến những hành động tàn bạo của lính tráng thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Lính đánh thuê Mỹ Latin mà Kiev triển khai để bảo vệ gia đang yêu cầu được sơ tán. Các chiến binh của nhóm quân Nga phía Nam nói với Sputnik dựa trên thông tin thu được do chặn sóng vô tuyến. Quân nhân Nga cho biết, chúng tôi chặn rất nhiều yêu cầu sơ tán của họ và biết được rằng trong số lính đánh thuê nói tiếng Tây Ban Nha có những người bị thương. Các binh sĩ từ nhóm quân phía Nam trước đây đã cung cấp cho Sputnik bản ghi âm, đoạn ghi âm chặn sóng vô tuyến các cuộc trò chuyện giữa lính đánh thuê từ Colombia. Trích một đoạn băng ghi âm của lính đánh thuê nói rằng, những loại pháo, lựu đạn RPG súng cối khó chịu này không ngừng nghỉ. Cả đêm tôi cũng không ngủ được, có cảm giác như ai đó muốn cắt cụt chân của chúng tôi. Chúng tôi không thể phá hủy ngôi nhà này. Toàn bộ đơn vị đã quá mệt mỏi và rất lạnh, chúng tôi đã kiệt sức. Nói chung, why? chúng tôi cần hỗ trợ cho nhóm và sơ tán đơn vị. Trước đó, một chiến binh của nhóm quân phía Nam nói với Sputnik rằng một lính đánh thuê đến từ Colombia, Galindes Gumanga đã bị các chiến binh loại bỏ gần cho nơi giao tranh đang diễn ra ở Donbass. Các lối thoát ở khu vực Kursk dành cho binh sĩ Ukraine bị cắt đứt và không thể sơ tán. Tù binh Ukraine Alexander Chimin nói về mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy và tình hình trên thực địa. Người đàn ông cho biết đã bị bắt đi lính khi đang làm việc ở hiệu thuốc. Anh ta cho biết chưa bao giờ nghĩ sẽ phải chiến đấu tại vùng Kursk. Binh sĩ Ukraine hỏi người chỉ huy rằng họ đang làm gì ở đây và anh ta nhận được câu trả lời rằng những người lính đang bảo vệ việc rút lui của Lữ đoàn 82. Tôi nói thật với bạn, không có ai chiến đấu ở đó, bởi vì mọi người đều trên 52 tuổi. Tôi 42 tuổi, tất cả những người còn lại đều đã ở tuổi lên trước ông. Tù binh Jimmy phản nàn. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng không được cung cấp nhu yếu phẩm. Chúng tôi phải đun sôi nước lấy từ đầm lầy và thêm những viên thuốc đặc biệt. Tù binh Ukraine chia sẻ thêm, họ cho biết sẽ không có cuộc di tản nào vì các tuyến đường tiếp cận đã bị chặn. Phía Nga bắt tôi làm tù binh ở đó, không đánh, cho tôi ăn, cho tôi nước cập nhật diễn biến nóng về tình hình xung đột giữa nga và ukraine các quan chức ukraine vừa cho biết nga đã tấn công thủ đô kiev của ukraine bằng nhiều đợt máy bay không người lái trong đêm thứ hai liên tiếp gây hư hại cho các tòa nhà dân cư và làm bị thương ít nhất một thường dân Quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 59 trong số 116 máy bay không ghế lái của Nga được phóng trong đêm nhằm vào Kiev. Đồng thời, quân đội Kiev đã mất dấu 45 máy bay không ghế lái có khả năng rơi vào lãnh thổ Ukraine. Trên kênh Telegram, Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, cho biết khoảng 10 máy bay không ghế lái nhắm vào thủ đô theo nhiều đợt và từ các hướng khác nhau đã bị phá hủy. Mặc dù không có vũ khí nào bắn trúng mục tiêu, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã làm ít nhất một người bị thương. Thị trường Vitaly Klitschko cho biết trên Telegram, các mảnh vỡ rơi xuống ba quận chính của Kiev làm hư hại một số mái nhà và mặt tiền của một số tòa nhà dân cư và dây cáp điện. Tính đến ngày 21 tháng 10, lực lượng vô tuyến công binh của không quân Ukraine đã phát hiện 119 phương tiện tấn công của Nga, trong đó có một tên lửa đạn đạo Iskander M, hai tên lửa dẫn đường KH-31P và KH-35, cũng như 116 UAV được phóng đi khỏi lãnh thổ Nga lực lượng phòng không, tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công. Trong một diễn biến đáng chú ý, các chiến binh cánh quân miền Nam của Nga cho biết, lính đánh thuê Mỹ là tinh mà Kiev triển khai để bảo vệ Chasubya đang yêu cầu sơ tán. Phát biểu với Trianovosti, binh sĩ Nga cho biết, Chúng tôi nghe lén và nghe được rất nhiều yêu cầu sơ tán của họ. Được biết rằng trong số họ còn những người bị thương. Đây là nhóm lính đánh thuê nói tiếng Tây Ban Nha. Các binh sĩ cánh quân miền Nam trước đây đã cung cấp cho Trianovosti các đoạn ghi âm, nghe lén các cuộc trò chuyện giữa lính đánh thuê từ Colombia. Trong đoạn hội thoại bị nghe lén, một lính đánh thuê cho biết, những loại pháo, lựu đạn, súng cối khó chịu này không ngừng nghỉ. Cả đêm tôi cũng không ngủ được, tôi có cảm giác như muốn xé nó ra. Trước đó, một chiến binh của nhóm quân miền Nam tiết lộ với Trianovosti rằng một lính đánh thuê đến từ Colombia, chiến đấu bên phe lực lượng vũ trang Ukraine đã bị các chiến binh loại bỏ gần Chasovia, nơi đang diễn ra giao tranh ở Donbass. Các bản đồ mới được công bố cho thấy bước tiến đáng kể của quân đội Nga trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng biên giới Kursk. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ tuyên bố các video cho thấy quân đội Ukraine đã tiến về phía bắc Suza, thị trấn đã bị Kiev kiểm soát sau khi mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga vào hôm 6 tháng 8. Các bản đồ do Viện nghiên cứu chiến tranh công bố cho thấy sự thay đổi ở Kursk trong hơn một tuần, trong đó ghi nhận những bước tiến ngày càng tăng của lực lượng Nga ở mặt trận này. Các cuộc tấn công tập trung vào Suza và khu vực lân cận, cũng như hướng về khu vực Koryneva ở phía tây bắc, nơi Nga đã tiến quân và giành lại lãnh thổ trước đây do Ukraine nắm giữ. Nhà phân tích quân sự Emin castelmi tại Phần Lan nhận định, ở thời điểm mạnh nhất, Ukraine kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1.200 km vuông. Hiện tại, họ kiểm soát khoảng 700 km vuông. Điều đó có nghĩa là Nga đã thành công trong các cuộc phản công khá tốt của họ. Bộ Quốc phòng Nga hôm 21 tháng 10 xác nhận trực thăng K-52M của Nga đã ngăn chặn hoạt động luân chuyển quân của Ukraine tại khu vực biên giới Kursk. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu để hỗ trợ lực lượng mặt đất, các phi công không quân của quân đội đã phóng tên lửa theo tọa độ được truyền đến và hạ cục xe tăng cũng như quân nhân Ukraine. Bên cạnh đó, một chỉ huy Nga của đơn vị đặc nhiệm Akhmat chỉ ra rằng, lực lượng vũ trang Nga đã nhanh chóng đưa các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đến khu vực này. Chỉ huy Nga cho biết, rất nhiều người trong số quân nhân Ukraine đã đến, đã có hơn 20.000 người trong số họ bị vùi lấp tại đây, chưa kể hàng trăm thiết bị. Họ đã mất hết mọi cơ hội, bây giờ chỉ là một màn trình diễn để giữ thể diện. Ông Vladimir Drogob, lãnh đạo phong trào chúng ta với nước Nga ngày 21 tháng 10 cho biết, lực lượng Nga đã tấn công nhà máy chuyên sản xuất xuồng không người lái mà quân đội Ukraine sử dụng để tấn công Crimea. Ông Rogov thông tin, cuộc tấn công được thực hiện vào hôm 20 tháng 10 nhằm vào nhà máy đóng tàu và sửa chữa tàu Zaporizhia. Vũ khí được sử dụng là bom có mô đun lướt điều chỉnh. Nhà máy này nằm trên bờ sông Donetsk và đã trở thành đơn vị chủ chốt trong lĩnh vực sản xuất xuồng không người lái, loại vũ khí thường được Ukraine sử dụng để tấn công tàu của chúng tôi và bán đảo Crimea. Theo thông tin chúng tôi nhận được, cuộc tấn công diễn ra khi các sản phẩm đã sẵn sàng để xuất xưởng và có rất nhiều chuyên gia, bao gồm cả quân nhân nước ngoài ở đó. Theo ông Rogov, Kyiv đã cố gắng cáo buộc quân đội Nga tấn công một trung tâm mua sắm. Ông tiết lộ, tuy nhiên nhà máy và trung tâm mua sắm nằm cách nhau vài trăm mét. Hơn nữa, khu vực này có rất nhiều công trình. Tờ The Telegraph mới đây đưa tin, nhà sản xuất máy bay không người lái UAV Gwahones của Ukraine đang phát triển một loại máy bay đánh chặn nhằm chống lại UAV cảm tử Shahed-136 của Nga. Đầu năm 2024, Ukraine đã kêu gọi các chuyên gia quốc phòng thiết kế và đưa vào sản xuất hàng loạt UAV đánh chặn mới, với yêu cầu tối thiểu về tốc độ là khoảng 100 km h ở độ cao 1,5 km. Hornet, tổ chức tình nguyện chuyên sản xuất thiết bị bay không người lái cóc nhìn thứ nhất, drone FPV, đã nhanh chóng đáp lại lời kêu gọi đó. Sting được coi là nỗ lực mới nhất của tổ chức này nhằm chống lại các mối hiểm họa trên không của Ukraine, đặc biệt là các loại đạn dược có sức công phá mạnh như Shahed-136. Mặc dù được thiết kế bởi Iran, nhưng Shahed-136 hiện đang được Nga sản xuất trong nước theo một thỏa thuận vũ khí với Tehran với sản lượng khoảng 6.000 chiếc mỗi năm. Đúng như tên gọi Sting, máy bay không người lái tốc nhìn thứ nhất FPV mới này được chế tạo để vượt qua tốc độ 160 km h ở độ cao khoảng 3 km, thậm chí đạt mốc 185 km h ngang với Shahed-136 và nhanh chóng hạ gục đối thủ chỉ với một phát bắn. Hiện Sting vẫn cần phi công để vận hành, nhưng tờ Telegraph cũng nhắc đến khả năng Ukraine đang chế tạo một hệ thống nhắm mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo. Báo cáo của Telegraph không đề cập đến giá thành chính xác của Sting. Tuy nhiên, một nguồn tin từ Wireless cho biết, chi phí sản xuất trung bình của Sting thấp hơn hàng chục lần so với máy bay không người lái Shahed. Ước tính máy bay không người lái Shahed 136 có giá khoảng 20.000 đô la Mỹ mỗi chiếc. Cả hai bên tham chiến hiện đang lao vào cuộc chạy đua chế tạo máy bay không người lái, nhằm tạo ra các loại đạn dược giá rẻ nhưng có sức sát thương cao. Hồi tháng 9, Nga tuyên bố sẽ gia tăng sản lượng máy bay không người lái hàng năm lên 10 lần, đạt mức 1,4 triệu UAV. Một tháng sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết đã ký hợp đồng chế tạo 1,5 triệu máy bay không người lái với các công ty sản xuất vũ khí địa phương, tiến tới cho ra đời 4 triệu UAV mỗi năm. Cập nhật những tin tức nóng liên quan đến tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho hay một chiến xa Striker thuộc biên chế quân đội Ukraine đã bị máy bay không người lái cóc nhìn thứ nhất FPV của nước này phá hủy tại tỉnh Kharkov. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các đơn vị trinh sát thuộc cụm quân phía Bắc của Nga đã phát hiện chiến xa Striker Ukraine đang di chuyển qua một khu rừng rậm ở tỉnh Kharkov. Sau đó, các binh sĩ Nga sử dụng FPV mang thuốc nổ để phá hủy cỗ khí tài trên. Thông cáo viết, đòn tập kích trực tiếp từ FPV khiến cho cỗ xe Striker do Mỹ sản xuất bị phá hủy. Việc khí tài trên bị phá hủy đã được xác nhận thông qua phương pháp trực quan. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về video trên. Trong một tuyên bố đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công các cơ sở năng lượng, sân bay quân sự và xưởng sản xuất máy bay không người lái UAV của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các máy bay tác chiến chiến thuật UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm chiến đấu Nga đã tập kích hàng loạt cơ sở năng lượng đang cung cấp cho các hoạt động của quân đội Ukraine, hạ tầng sân bay quân sự, xưởng sản xuất và cơ sở lưu trữ UAV, khu vực triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài, binh lính và thiết bị quân sự của đối phương tại 127 địa điểm khác nhau. Giới chức Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên. Trong khi đó, tại mặt trận Kursk, Nga cho rằng phán cửa của Ukraine vào cuộc đột kích ở khu vực biên giới này đã thất bại khi Kiev liên tục hứng chịu tổn thất. Trong báo cáo cập nhật về tình hình giao tranh ở tỉnh Kursk vào hôm 21 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga tiếp tục nỗ lực vô hiệu hóa cuộc tiến công của lực lượng Ukraine ở mặt trận biên giới này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Novo Vivanoka, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, trong đó đánh bại các đơn vị Ukraine tại các khu định cư ở Komankov, Nizhny Klin, Novoya Vanovka, Noviput, Plekovo, Chekaskaya Konopenka và Chekaskoye Poresnoye. Quân đội Nga cũng tấn công vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương tại Kursk. Đồng thời, không quân Nga đã tấn công vào lực lượng dự bị của Ukraine tại khu vực Sumy, nơi Kiev đã triển khai quân vào lãnh thổ Nga. Cùng ngày, Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine ở Kursk lên tới hơn 260 quân nhân, 16 xe bọc thép, bao gồm 2 xe tăng. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi giao tranh bắt đầu nổ, nổ ra ở khu vực biên giới Kursk vào đầu tháng 8, thiệt hại của Ukraine lên tới khoảng 25.420 quân nhân, 169 xe tăng, 84 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, cùng 977 xe chiến đấu bọc thép, 664 xe cơ giới khác, 216 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Các nguồn tin của Nga cho hay, tiêm kích Su-57 đã phá hủy một số hệ thống tên lửa phòng không MIM-23 HAWK do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraina. Cuộc không kích được tiến hành vào sáng sớm ngày 19 tháng 10 ở phía nam Ukraina. Kênh Telegram Fighter Bomber được cho là có mối quan hệ với không quân Nga xác nhận Su-57 đã tham gia tấn công nhưng không nêu địa điểm cụ thể. Trong khi đó, trang tin Aviapro Pro nói rằng Su-57 đã nhắm vào các hệ thống MIM-23 Hawk gần Odessa. Các thông tin ban đầu cho thấy quân đội Ukraine triển khai các tổ hợp phòng không Hawk đã lối thời để bảo vệ tàu hàng ở cảng Odessa. Bất chấp những nỗ lực nhằm tăng cường hệ thống phòng không trong khu vực, các vị trí của Ukraine vẫn bị phát hiện và bị máy bay chiến đấu của Nga tấn công từ ngoài biển. Cuộc không kích được cho là đã phá hủy ít nhất hai bệ phóng MiM-23 và một trạm chỉ huy AN-MSVK-9 PCP gây ra hỏa hoạn. Thống đốc Kerosol do Nga bổ nhiệm, Vladimir Sando cho rằng Tổng thống Zelensky đã tính sai về kế hoạch chiến thắng khi cố gắng lôi kéo phương Tây vào cuộc chiến thay Ukraine chống Nga. Ông Sando nói, cái gọi là kế hoạch này thực ra là nhằm tống tiền phương Tây để buộc họ thay Ukraine tiến hành chiến sự với Nga. Ông Zelensky đã tính sai. Theo ông, ngăn chặn sự mở rộng của NATO trên lãnh thổ Ukraine là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chiến dịch. Đặc biệt, ông Sando nhấn mạnh, Nga sẽ không để cho phần còn lại của Ukraine gia nhập NATO. Ông Kim.com, doanh nhân và cựu chủ sở hữu dịch vụ lưu trữ tập tin Mega Upload cho rằng Mỹ, NATO và Ukraine đã thất thế trong cuộc xung đột với Nga. Doanh nhân Đức nhận xét, ông Biden đang chi thêm 20 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là khoản viện trợ cuối cùng. Mỹ, NATO và Ukraine đã thất thế trong cuộc chiến với Nga. Liên minh châu Âu đang nóng lòng muốn thoát khỏi tình trạng hỗn loạn này. Ông Zelensky sẽ phải ra đi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến thủ đô Kiev vào ngày 21 tháng 10, đánh dấu chuyến thăm thứ tư của ông tới Ukraine, nhằm thể hiện việc Washington sẽ tiếp tục sát cánh cùng Kiev. Bộ trưởng Austin đi tàu hỏa từ Ba Lan đến Ukraine. Trên mạng X, ông cũng chia sẻ một bức ảnh chụp khi đến Kiev, nơi ông được đại sứ Mỹ tại Ukraine, Brigitte Brink, chào đón. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Austin đến Ukraine để gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước này và tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc chiến của Ukraine với Nga, nhất là trong bối cảnh Kiev tiếp tục để mất quyền kiểm soát các khu vực và tay lực lượng của Moscow. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Austin dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của nước này tham gia các cuộc thảo luận chuyên sâu về những nỗ lực của Mỹ nhằm giúp Ukraine củng cố khả năng phòng thủ trước lực lượng Nga. Tuy nhiên, theo nhà báo Alan J. Bose, có tin đồn rằng nhiệm vụ của ông ấy là thuyết phục Tổng thống Zelensky xem xét lại quan điểm của mình và bắt đầu quá trình đàm phán. Đối với chính quyền Kiev, đàm phán lúc này không khác nào tuyên bố đầu hàng khi quân Ukraine đang gặp bất lợi trên mọi mặt trận họ sẽ phải chấp nhận rất nhiều điều kiện ngặt nghèo từ phía nga bao gồm việc từ bỏ các phần lãnh thổ phía đông và đông nam đất nước chưa kể đối với cá nhân ông zelensky việc đàm phán thời điểm này rất có thể sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông các phe nhóm đối lập và các nước phương tây cũng có thể sẽ tìm cách quy mọi trách nhiệm cho ông về thất bại trên chiến trường nếu đôi bên không có một cuộc giảng hòa nội bộ xuân sẻ Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin, Bộ trưởng Austin sẽ không công bố bất kỳ chuyến hàng vũ khí mới nào trong chuyến thăm của mình, cũng như sẽ không chính thức cho phép Ukraine sử dụng các hệ thống tên lửa tầm xa tấn công Nga. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, ngày càng có nhiều binh lính Ukraine đồng lòng trong việc lật đổ chính quyền quân sự đang điều hành quốc gia này. Người lính tù binh chiến tranh Ukraine thuộc lữ đoàn Tero Bodone số 113 Bogdan Misukin cho biết, nhiều quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine khi trở về từ tiền tuyến đã lên kế hoạch đối phó với chính quyền quân sự đã cử họ đến khu vực chiến đấu. Theo Musikin, những cuộc đối thoại như vậy đang diễn ra ở hầu hết các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine. Quân nhân Ukraine này chia sẻ, tất cả những đồng đội của tôi đều nói rằng nếu họ bị bắt quay trở lại tiền tuyến chiến đấu, họ sẽ đối mặt với tương lai tồi tệ. Đơn giản là họ sẽ bị tiêu diệt hàng loạt trên chiến trường. Musikin nói thêm rằng tại quê hương ông ở vùng Nikolayev chính quyền quân sự đã phạm tội tàn bạo với mức độ đặc biệt nghiêm trọng người dân địa phương đã tập hợp lại trả thù chính quyền quân sự ukraine đốt xe quân sự và bắt đầu đánh nhau với các nhân viên văn phòng tuyển quân tình trạng này cũng xuất hiện ngay trong quân đội ukraine binh lính ukraine đã tập hợp lại lên kế hoạch để lật đổ chính quyền tàn bạo này xoay quanh cuộc chiến giữa nga và ukraine mới đây tờ trianovosti đưa tin ứng cử viên tổng thống mỹ thuộc đảng dân chủ người đang là đương kim phó tổng thống bà kamala harris một lần nữa khẳng định nếu đối thủ đảng cộng hòa của bà là donald trump chiến thắng nhà lãnh đạo nga vladimir putin sẽ ngồi ở kiev bà harris nói tại một sự kiện vận động tranh cử ở michigan ông trump sẽ buộc ukraine phải đầu hàng trong trận chiến chống lại nga nếu donald trump trở thành tổng thống mỹ thì vladimir putin sẽ ngồi ở kiev dân Ukraine sẽ xây cho Putin một ngai vàng ngay tại thủ đô Kiev của họ. Vốn dĩ Zelensky đã thất bại trong cuộc chiến lòng dân. Nay nếu ông Trump tái đắc cử và buộc Ukraine đầu hàng, kịch bản đó sẽ biến Kiev thành ngai vàng của Putin. Theo bà Harris, ông Trump rất dễ bị thao túng, kể cả bằng những lời xu nịnh. Nữ ứng cử viên tổng thống nói, ông ấy bị thao túng, ông ấy dễ dàng cho phép mình bị thao túng bằng những lời xu nịnh và tử tế, kể cả bởi những kẻ độc tài và chuyên quyền trên khắp thế giới. Bà Harris đã đưa ra những tuyên bố tương tự trong một cuộc tranh luận trên truyền hình vào tháng 9. Ông Trump sau đó đáp trả rằng đối thủ của ông trong cuộc đua tổng thống, dù đã gặp lãnh đạo Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich vào đầu năm 2022, nhưng không thể ngăn chặn sự bùng phát thù địch ở Ukraine và Putin sẽ hạnh phúc hơn nhiều ở Moscow so với hiện tại. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga tại Seoul để phản đối thông tin binh lính Triều Tiên có mặt tại Nga Đại sứ Georgi Zinoviev nói với Junhap rằng ông đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun trong sáng hôm qua 21 tháng 10. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chưa phản hồi đề nghị cung cấp thông tin về vấn đề này. Tuần trước, cơ quan tình báo Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã đưa 1.500 binh lính thuộc lực lượng đặc nhiệm sang vùng viễn đông của Nga để huấn luyện và làm quen với căn cứ địa phương. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng không xác nhận thông tin binh lính Triều Tiên đang ở Nga, nhưng nói rằng nếu đúng, điều này đánh dấu một diễn biến nguy hiểm. Ngày 20 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang vận động các quốc gia phản ứng mạnh mẽ với việc Triều Tiên ngày càng can dự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo hãng tin Yunhap của Hàn Quốc ngày 21 tháng 10, Triều Tiên đã bác bỏ những đồn đoán vô căn cứ từ Hàn Quốc và Ukraine rằng Bình Nhưỡng gửi quân tới tham chiến cùng Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời khẳng định quan hệ với Moscow là hợp tác và hợp pháp. Đây là lần đầu tiên có một quan chức Triều Tiên bình luận công khai về vấn đề này. Tuần trước, cơ quan tình báo Hàn Quốc thông tin rằng Triều Tiên đã quyết định điều khoảng 12.000 binh sĩ tham gia cuộc chiến của Nga-Ukraine và đã điều 1.500 binh sĩ đến Vladivostok để huấn luyện thích nghi. Phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế, đại diện của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, về cái gọi là hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn của tôi không cảm thấy phải bình luận về những đồn đoán dập khuôn vô căn cứ nhằm bôi nhọ hình ảnh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và làm suy yếu về mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và hợp pháp giữa hai quốc gia có chủ quyền. Về phía Seoul, đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc, Hoàng Jun-kuk đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Triều Tiên và Nga. Cùng ngày 21 tháng 10, phía Mỹ đã phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng đây sẽ là một diễn biến nguy hiểm và đáng lo ngại nếu Triều Tiên đưa quân đến Ukraine để chiến đấu cùng Nga. Phát biểu trước Hội đồng gồm 15 thành viên, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Good cho biết: "Chúng tôi đang tham vấn các đồng minh và đối tác của mình về những hậu quả của một động thái này". Bình luận của đại diện Triều Tiên và các bên được đưa ra sau khi đại diện Ukraine cáo buộc Bình Nhưỡng đang lên kế hoạch điều 11.000 binh sĩ thường trực để giúp Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn giữ im lặng về các thông tin liên quan đến việc triển khai binh sĩ. Trong một tin tức nóng đáng chú ý, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov vừa lên tiếng khẳng định hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhắm vào các quốc gia khác, đồng thời cho rằng cáo buộc binh sĩ Triều Tiên hiện diện ở Nga có nhiều mâu thuẫn. Ông Peskov cho hay Triều Tiên là nước láng giềng gần gũi, là đối tác của chúng tôi, và chúng tôi đang phát triển quan hệ với họ trong mọi lĩnh vực. Đây là chủ quyền của chúng tôi. Điều này không nên khiến bất kỳ ai phải lo lắng, vì sự hợp tác này không nhắm vào quốc gia thứ ba. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác. Cũng theo ông Peskov, cáo buộc về sự hiện diện của quân nhân Triều Tiên tại Nga có nhiều mâu thuẫn. Chúng tôi thấy rất nhiều thông tin mâu thuẫn, phía Hàn Quốc nói một kiểu, sau đó lâu năm góc lại nói rằng họ không xác nhận những tuyên bố như vậy, có rất nhiều thông tin trái ngược. Khi được hỏi liệu lực lượng Triều Tiên có hiện diện ở Nga hay không và liệu họ có kế hoạch tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt hay không, ông Peskov trả lời: Câu hỏi này liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt, các vị nên hỏi Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Hong Kyun trước đó cáo buộc quân nhân Triều Tiên có thể đã đến Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19 tháng 10 thừa nhận ông không thể xác nhận thông tin này. Trong một diễn biến đáng chú ý, Hải quân Ukraine đã lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận lớn nhất của NATO về sử dụng hệ thống không người lái UAV trong cuộc tập trận Redmus 24. Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống chiến đấu Delta để phối hợp hoạt động của hơn 50 phương tiện UAV các loại. Trong tuyên bố ngày 21 tháng 10, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, trong cuộc tập trận, Delta đã kết nối và nhận dữ liệu vị trí từ chó robot Robotics L do tập đoàn Remento của Đức sản xuất. Loại robot bốn chân có khả năng đồng hành cùng binh sĩ trên những địa hình khó khăn, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau và bảo vệ họ khỏi bom mìn. Cuộc tập trận diễn ra ngoài khơi bán đảo Troya ở Bồ Đào Nha từ ngày 9 đến ngày 27 tháng 9. Trong đó, UAV được sử dụng cho một loạt nhiệm vụ, bao gồm tác chiến chống tàu ngầm, vô hiệu hóa mìn trên biển và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới nước. Cùng lúc đó, Ukraine cũng lần đầu tiên tham gia tập trận thử nghiệm hệ thống UAV tại Hà Lan từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 9. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã xác nhận tính chất không thể đảo ngược của việc Ukraine gia nhập NATO xung đột nga ukraine càng khốc liệt và kéo dài thì ukraine càng hao tổn nhân lực thiếu quân và thiếu nam giới trầm trọng trong bối cảnh đó ukraine phải bổ sung phụ nữ vào các đơn vị tự vệ phòng không chuyên đối đầu với các thiết bị bay không người lái uav của nga màn đêm buông xuống ở thị trấn bucha ukraine cũng là lúc những cô phù thủy xuất hiện để đối phó với những cuộc tấn công của nga bằng uav bày đàn những phù thủy Bucha là danh xưng tự đặt của một đơn vị phòng không tình nguyện, gồm gần như hoàn toàn là nữ giới, được lập ra để bảo vệ bầu trời Ukraine tại khu vực này trong bối cảnh ngày càng nhiều nam giới nước này phải ra tiền tuyến. Nga thường phóng nhiều UAV theo các đợt để áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine trước khi tung ra đòn tập kích tên lửa các ca trực vào đêm cho phép những phụ nữ này kết hợp nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc với công việc thường nhật như giáo viên, bác sĩ, thậm chí cả làm móng tay móng chân. Hiện Ukraine chưa công bố dữ liệu công khai về các đơn vị tình nguyện như thế này, cũng như số phụ nữ Ukraine tham gia tự vệ như thế. Chỉ biết là họ góp phần tạo thêm một lớp lá chắn phòng không quanh những thành phố, thị trấn lớn của Ukraine. Trong một diễn biến đáng chú ý, Australia thông báo sẽ ngay lập tức tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine với 49 xe tăng M1 A1 Abrams đã ngừng hoạt động và được thay thế bằng M1 A2 SEP V3 thế hệ mới đã đặt hàng 2 năm trước với số lượng 75 chiếc. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia, ông Pat Conroy đã chính thức công bố quyết định chuyển giao 49 xe tăng từ một phần của gói viện trợ trị giá 245 triệu đô la Australia, khoảng 164 triệu đô la Mỹ, Quân đội Australia đã có phiên bản SA của xe tăng M1A1 Abrams. Biến thể này được cập nhật các thiết bị ngắm bắn, bao gồm cả kính ngắm ảnh nhiệt của mô đun chiến đấu dành cho súng máy, đi kèm kính quan sát toàn cảnh dành cho trưởng xe. Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams SA thường được coi là cấp độ M1A2 xếp V2 của những năm 2010, tức là không thua kém nhiều lắm so với M1A2 xếp V3 mới nhất hiện nay. Mặc dù vậy, theo đánh giá từ các phương tiện truyền thông Nga, xét về tình trạng kỹ thuật vào thời điểm hiện tại, những chiếc Abrams này còn tệ hơn số chiến xa mà quân đội Ukraine đã nhận từ Mỹ. Một số nhà phân tích người Nga nhận xét, ngay cả khi nhận được những sửa đổi này, các xe tăng M1A1 Abrams của Australia vẫn kém hơn đáng kể T-72B3 hay T-80BVM, và thậm chí mức độ tranh lệch còn xa hơn khi đặt cạnh T-90M. Mặc dù vậy, phía Nga cũng phải thừa nhận hệ thống kính ngắm quang điện tử và kiểm soát hỏa lực của M1A1 Abrams vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với mọi chiến xa của họ, vì vậy vẫn mang lại một lợi thế nhất định. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal gần đây, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, khi còn là Tổng thống Mỹ, ông cảnh báo nhà lãnh đạo Nga rằng ông sẽ nhắm vào Moscow nếu Nga quyết định sử dụng vũ lực chống lại Ukraine. Bình luận về tuyên bố này của ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định chính quyền Nga vẫn giữ lập trường rất có trách nhiệm là không công khai nội dung cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Ông Peskov nhấn mạnh, thật không may, một số nhà lãnh đạo thế giới không tuân thủ quan điểm và nguyên tắc thông tin. Điều này phụ thuộc vào lương tâm của họ. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng lưu ý rằng hiện nay có rất nhiều tuyên bố gai cắt được đưa ra ở Mỹ như một phần của chiến dịch tranh cử, đặc biệt là trong giai đoạn cuối của chiến dịch. Hôm 21 tháng 10, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào ngày 24 tháng 10 tới để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Theo hãng tin AFP, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Liên Hợp Quốc tới Nga trong hơn 2 năm. Cuộc gặp nói trên sẽ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan, miền trung nước Nga. Đây là hội nghị mà Moscow hy vọng sẽ cho phương Tây thấy rằng những nỗ lực nhằm cô lập Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine đã thất bại. Điện Kremlin thông tin, Dự kiến cùng với các hoạt động của Liên Hiệp Quốc, họ sẽ đề cập đến các vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và tình hình xung quanh Ukraine. Liên Hợp Quốc chưa xác nhận cuộc gặp trên, trong khi Ukraine chỉ trích mạnh mẽ việc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres quyết định gặp ông Putin. Khi được hỏi về việc liệu ông Guterres có ý định đến Kazan trong tuần này hay không, Farhan Haq, phó phát ngôn viên của ông Guterres cho biết, thông báo về các chuyến đi trong tương lai của ông sẽ được đưa ra sau. Thời gian qua, ông Guterres đã nhiều lần chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và cho rằng hành động này tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho thế giới. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc ông Guterres gặp Tổng thống Putin vào lúc này không thúc đẩy mục tiêu hòa bình và làm tổn hại đến danh tiếng của Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao Ukraine đăng trên mạng xã hội X rằng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã từ chối lời mời của Ukraine tới dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu đầu tiên tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông đã chấp nhận lời mời tới Kazan. Theo hãng tin Reuters ngày 21 tháng 10, một người phát ngôn của Liên minh châu Âu EU cho biết, cuộc trưng cầu dân ý của Moldova về việc gia nhập EU đã diễn ra với sự can thiệp chưa từng có của Nga hoặc các đại diện của nước này. Người phát ngôn cho biết Moldova đã phải đối mặt với sự đe dọa và can thiệp từ nước ngoài thực sự chưa từng có của Nga và các đại diện của nước này trước cuộc bỏ phiếu về việc gia nhập EU. Trước đó, Điện Kremlin cáo buộc có những điểm bất thường trong quá trình kiểm phiếu trong bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU tại Moldova nga cho rằng có sự gia tăng đột biến số phiếu ủng hộ việc gia nhập liên minh và tổng thống maya sandu nga yêu cầu tổng thống sandu phải chứng minh cho những cáo buộc can thiệp bầu cử Hãng AFP đưa tin, cảnh sát Israel ngày 21 tháng 10 cho biết họ đã triệt phá một mạng lưới gián điệp gồm 7 công dân Israel đang thu thập thông tin về các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Israel cho tình báo Iran. Mạng lưới này đã tham gia vào việc thu thập thông tin nhạy cảm về các căn cứ quân sự của quân đội Israel và cơ sở hạ tầng năng lượng. Cả 7 đối tượng này đã bị bắt giữ. Trong một diễn biến liên quan, nội các an ninh Israel đã tiến hành cuộc họp đặc biệt kéo dài nhiều giờ để bàn biện pháp đáp trả cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của Iran và nước này hồi đầu tháng, tuy nhiên quyết định cuối cùng về đòn tấn công trả đũa vẫn chưa được đưa ra. Theo báo chí Israel, các thành viên nội các đã bày tỏ sự thất vọng trước việc lãnh đạo chính phủ phản ứng yếu ớt với vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà họ tin rằng do Iran tiến hành nhằm vào nhà riêng thủ tướng Netanyahu hôm 19 tháng 10 vừa qua. Do đó, các bộ trưởng quyết định chưa bật đèn xanh cho Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng được quyền quyết định thời gian trả đũa. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã tấn công hơn 3.200 mục tiêu Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Liban vào đầu tháng này. Thông cáo vào hôm 21 tháng 10 của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, trong số hàng nghìn mục tiêu thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah bị quân đội Israel tập kích ở Liban kể từ ngày 1 tháng 10, có hàng trăm cơ sở lưu trữ vũ khí, bệ phóng tên lửa, cứ điểm chống tăng, cơ sở hạ tầng khủng bố, cũng như trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Theo lực lượng phòng vệ Israel, chỉ trong vòng một ngày qua, binh lính Israel đã nhắm bắn gần 300 mục tiêu Hezbollah ở nước láng giềng. Lực lượng phòng vệ Israel cũng khẳng định đã trừ khử hàng chục thành viên của nhóm vũ trang Hồi giáo này kể từ đầu tháng 10, bao gồm 7 chỉ huy lữ đoàn, 21 chỉ huy tiểu đoàn và 24 chỉ huy đại đội. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Liban NNA đưa tin các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 13 vụ không kích vào vùng ngoại ô Dahidye phía nam thủ đô Beirut của Liban vào tối 21 tháng 10. Bộ Y tế Liban thống kê ít nhất 4 người, bao gồm một trẻ em đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi lực lượng phòng vệ Israel quanh tạc một khu định cư gần bệnh viện công Rafik Hariri, lớn nhất Beirut, hồi tối cùng ngày. Vụ ném bom xảy ra sau khi quân đội Israel phát đi cảnh báo yêu cầu người dân địa phương di chuyển ít nhất 500 mét khỏi một số địa điểm nhất định tại Dahiye. Chỉ 2 giờ trước đó, lực lượng phòng vệ Israel thông báo đã phát hiện Hezbollah đang giấu hàng trăm triệu đô la Mỹ tiền mặt dưới một bệnh viện tại khu phố Harik Harit. Giám đốc bệnh viện đã phủ nhận cáo buộc nhưng vẫn nhanh chóng cho sơ tán cơ sở này sau đó. Hezbollah hiện chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin do Israel công bố. Quân đội Israel thông báo rằng một sĩ quan cấp cao của họ đã thiệt mạng do một thiết bị nổ ở giải Gaza. Cụ thể, theo thông báo của quân đội Israel, đại tá Ahen Sendaksa, 41 tuổi, lữ đoàn trưởng lữ đoàn đường Raysat 401, đã hy sinh trong khi chiến đấu ở phía bắc Gaza. Cũng theo thông báo trên, ba sĩ quan cùng đi với ông Dessa đã bị thương, trong đó có một người đang nguy kịch. Tất cả những người này sau đó đã được đưa tới một bệnh viện để điều trị. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của quân đội Israel, ông Daniel Hakari đã xác nhận rằng trong chiến dịch tấn công nhằm vào khu Jabalia, phía bắc Gaza, ông Dessa đã rời khỏi xe tăng để quan sát chiến trường cùng với các sĩ quan khác và đã vấp phải một thiết bị nổ. Trong khi đó theo truyền thông khu vực, lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 20 tháng 10 đã phóng khoảng 100 quả rocket vào khu vực phía Tây và Thượng Galilee. Quân đội Israel cho biết một số tên lửa đã bị không quân Israel đánh chặn, còn một số khác thì rơi xuống khu vực trên. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21 tháng 10 đã thông báo về cái chết của Fethullah Gulen, người đứng đầu phong trào tôn giáo và xã hội xuyên quốc gia mang tên Fethullah Gulen. Vốn bị thổ nhĩ kỳ cáo buộc liên quan đến cuộc đảo chính bất thành vào năm 2016. Trước đó trên tài khoản mạng xã hội X, Herkul. trang web đăng tải những bài thuyết giảng của ông Golan cũng thông báo, vị giáo sĩ hồi giáo này đã qua đời vào tối 20 tháng 10 theo giờ địa phương tại một bệnh viện ở Mỹ nơi ông đang được điều trị. Ông Golan sinh năm 1941, đã sinh sống nhiều chục năm qua tại bang Pennsylvania của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh truy nã ông này với cáo buộc phản quốc vì liên quan đến cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016, làm 252 người thiệt mạng và 2.734 người bị thương. Chính quyền Ankara đã nhiều lần yêu cầu dẫn độ ông này từ Mỹ về nước để xét xử, nhưng chưa được Washington chấp thuận. Thượng nghị sĩ Lydia Thorpe bị hộ tống ra khỏi tiệc chiêu đái vua Jacques và hoàng hậu Camilla sau khi hét lên rằng thực dân Anh đã chiếm đất của tổ dân. Bà Thorpe nói, các người đã phạm tội diệt chủng với người dân chúng tôi hãy trả lại chúng tôi những gì các người đã lấy sương máu của chúng tôi những đứa trẻ của chúng tôi người của chúng tôi các người đã phá hủy đất của chúng tôi hãy trao hiệp ước cho chúng tôi chúng tôi cần một hiệp ước vua trác nói nhỏ với thủ tướng albanese khi nhân viên an ninh chặn bà Trump đến gần đây không phải đất của ngài ngài không phải vua của chúng tôi bà hét lên khi bị đưa ra khỏi hội trường nữ nghị sĩ Trump trước đây được biết đến với nhiều hành động đấu tranh quyết liệt khi được xác nhận trở thành thượng nghị sĩ vào năm 2022, bà bị cấm gọi người đứng đầu Hoàng gia Anh khi đó là nữ hoàng Elizabeth đề nghị thực dân. Đến đây bản tin toàn cảnh quốc tế ngày 10 tháng 1 ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.